xuân mới mang theo tiếng cười, mọi người cùng ấm no. Một năm nữa đã trôi qua rồi, nào mình cùng hát lên bên nhau phút say giao thừa. Tiếng chim non đầu mùa hót vang xuân về, cánh hoa mai vàng trao muôn mùa xuân xa. Ràng ngày xuân mới dưới đào vàng hồng tươi, kính chúc những
nào tình duyên đôi lứa hẹn thề cùng nhau. Trăm năm chúc mừng phước lộc vàng thọ bách niên. Vâng, kính thưa quý vị, vậy là một năm nữa sắp qua đi, một năm chứng kiến bao biến động thăng trầm, buồn có vui có, nhưng mà dù mất mát hay đông đầy thì từ chung lại điều quý nhất, giá nhất chính là chúng ta được ngồi đây bên nhau cùng ôn lại một năm với những gì chưa được và những gì đã đạt được, cùng sẻ chia với nhau những kinh nghiệm, kỷ niệm đáng nhớ trong suốt một năm qua. Và đây cũng chính là lý do của buổi tiệc tất niên tối ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, bữa tiệc cuối năm hôm nay là để dịp chúng ta tri ân đến ban lãnh đạo tập đoàn, những vị thuyền trưởng tài ba đã vững tay chèo cái con thuyền lưu sinh. Bên cạnh đó cũng thầm cảm ơn những khách hàng và cổ đông thân thiết đã đồng hành và đóng góp rất lớn cho sự phát triển của tập đoàn trong suốt thời gian qua. Và thưa quý vị, trước thềm năm mới, tôi xin chúc cho tập đoàn Lưu Sơn của chúng ta ngày một phát triển, gặt hái được nhiều thành tựu cho năm mới, và đồng kính chúc cho toàn thể các cổ đông dồi dào sức khỏe, đoàn kết gắn bó, có thêm nhiều đóng góp nữa để Lưu Sơn ngày càng tiến xa hơn nữa. Chúc cho quý vị cùng toàn thể đại gia đình Lưu Sơn bước sang năm mới luôn luôn có được một trái đất sức khỏe, một bầu trời hạnh phúc và một dãy núi tiền bạc. Vâng, kính thưa quý vị, bữa tiệc tất niên hôm nay của chúng ta còn có sự hiện diện của các vị khách mời, các vị lãnh đạo tập đoàn. Và không để quý vị chúng ta đợi lâu, ngay sau đây tôi xin được trân trọng kính giới thiệu ông Trần Hoàng Khải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Lưu Sơn. Ông Lê Quang Định, Phó Chủ tịch, phụ trách nhân sự. Ông Nguyễn Ngọc Đức, Phó Chủ tịch, phụ trách đối ngoại. Và Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch, phụ trách tài chính. Cùng toàn thể quý khách mời của đông thân thiết đã có mặt tại nhà hàng Việt Phố tối ngày hôm nay. Và bây giờ tôi xin được trân trọng kính giới thiệu ông Trần Hoàng Khải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tài chính Lưu Sơn lên phát biểu. Xin một tràng pháo tay ạ. Hân hoan chào đón tất cả các cổ đông từ mọi miền đất nước trở về đây, trong đó có một số cổ đông kiều bào đang ngồi dự trong căn phòng nhỏ này, đề nghị chúng ta cho vào pháo tay. Đặc biệt bữa tiệc cổ đông hôm nay cuối năm có hai cổ đông lớn đang ngồi đối diện với tôi, cả nhà biết ai không? Đại gia đình hai cổ đông nữa là ba và mẹ tôi. Từ Bạc Liêu lên là hai cổ đông lớn, ngồi đây là đại gia đình, có ông anh, đứa em, cũng người gia đình riêng của bạn đó là bạn của gia đình này. Trải đề nghị cả nhà cho vào pháo tay. Tôi nói tóm tắt thôi, chứ cái này không phải báo cáo đâu. Nếu báo cáo dài lắm, giờ nói tóm tắt thôi. Tóm tắt là chúc lời chúc sức khỏe tất cả anh chị cổ đông, kiều bào, cổ đông các tỉnh về đây họp mặt cuối năm. Chúc các anh chị văn nghệ sĩ, chúc tất cả những khách mời một buổi tối hạnh phúc ấm áp, một năm mới phát triển bền vững. Xin lỗi. Và bây giờ liên tục chương trình xin được trân trọng kính mời ông Lê Quang Định, Phó Chủ tịch phụ trách nhân sự lên sân khấu phát biểu. Wow, chúng ta đã trải qua một năm tưởng là sau đại dịch là mọi thứ đều dễ dàng thẳng tiến, nhưng ai ngờ mình lại qua một năm lao đao, kinh tế chao đảo, mà không những chỉ Việt Nam mà toàn thế giới, thành ra cũng chẳng có gì để mà mình phải đắn đo, chỉ có mình nhân cơ hội này để mình chăm sóc sức khỏe, chào đón một cái Giáng sinh đẹp sắp tới, và một năm một cái Tết thiệt là hạnh phúc để chờ đón năm tới. Một điều may của cái nhóm mình á, là mặc dầu kinh tế lao đao nhưng Lưu Sơn mình vẫn tương đối vững vàng, và
hy vọng qua năm thì Hữu Sinh sẽ được một năm trở lại bừng sáng. Và chúc tất cả mọi người may mắn và nhiều sức khỏe. Xin chào. Và kính thưa quý vị thân mến, trong dàn tứ trụ của New Sinh thì không thể không nhắc đến một người rất là quan trọng nữa, một người luôn luôn tìm những đối tác mới, khách hàng mới, những cổ đông mới về cho tập đoàn tài chính New Sinh. Và bây giờ xin được trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Đức, Phó Chủ tịch phụ trách đối ngoại, di chuyển lên sân khấu ạ. Kính thưa ba mẹ, kính thưa tất cả các anh các chị, tất cả các anh khách hàng yêu quý thân thương của tập đoàn New Sinh, phải nói rằng một năm qua Nhâm Dần tuy cuộc sống có thể nhiều thay đổi, nhưng mà tập đoàn tài chính New Sinh chúng tôi rất là vinh dự đã cống hiến rất nhiều cho khách hàng, làm những giải pháp tốt nhất để khách hàng có điều kiện phát triển. Và qua đây chúng tôi cũng rất là trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng tập đoàn New Sinh chúng tôi. Và thật sự mà nói, đến với tập đoàn cái điều quan trọng nhất là sự tin tưởng, và giữa khách hàng và tập đoàn New Sinh chúng tôi có sự đã gắn kết, đoàn kết trong làm ăn cũng như trong cuộc sống. Và qua đây chúng tôi rất là cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng, đã cùng với anh Trần Hoàng Khải làm nên một sự kỳ tích mới, tức là tất cả anh em chúng tôi đều có thu nhập tốt. Và tất cả anh em cổ đông chúng tôi cũng rất là cảm ơn anh Trần Hoàng Khải đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho anh em ngày càng phát triển. Và qua đây cũng rất là cảm ơn tất cả anh em ngân hàng đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho khách hàng cũng như quý cổ đông có cái sự giao dịch tốt nhất để cho tạo điều kiện cho hai bên cùng phát triển. Và cuối lời xin cảm ơn tất cả các quý khách đến dự buổi tiệc hôm nay. Dịp tất niên cuối năm, lời tri ân của tập đoàn New Sinh chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ thật sự là rất là đặc biệt của anh Đức ạ. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nâng ly lên để bữa tiệc hôm nay chính thức khai tiệc được không ạ? Ly đâu? 1, 2, 3, yo! 2, 3, yo! Yeah, Bình Dương xin kính chào quý khách kính mến. Bình Dương kính chúc công ty thành công rực rỡ, luôn luôn thành công, đại thành công. Bình Dương chúc quý khách luôn luôn dồi dào sức khỏe. Bình Dương hát bài tên cổ giao viên được mang tên Nhớ Dáng Áo Dài Em. Nhau mắt không dám ngó, tìm tay tơ nhát hơn con thỏ, để đêm về tăng hăng toán hó, mở tập học chỉ thấy hình ai đó. Kỷ niệm cô gái quê hương.
dài lai dịu hiền chung thủy, đẹp tâm hồn đẹp lên ánh mắt, ôi áo dài đã gối đời anh. Chớ nhìn chân tóc hoa lâm tóc xanh dắt cạn, chương trình văn nghệ hôm nay để mừng ngày tất niên tân sinh tham gia rất vui một bản nhạc với cả quê hương tôi tặng cho quý vị văn khách trong các phòng hôm nay một kính chào. Giờ chúng đi thì đầu quay chắc chắn đầu thầm hiểu ơi kề với cũng ta ơi đồ quần ta cho ta cuộc đời hôm nay và rất mong có tình yêu vì một ngày mai lời đầu tiên cho phép em xin được gửi tới tất cả các anh chị đến chúc sức khỏe lời chào trân trọng nhất ạ. Xin được chúc công ty tài chính Nissan càng ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa. Em xin được thay đổi không khí một chút, xin được gửi tặng tất cả các anh các chị một ca khúc ngược về miền Bắc, ca khúc có tựa đề Điện Vĩ Dạng Là Em. Xin gửi đến đấy là em các chị. Thank you.
Em cứ quanh quẩn
Tựa chân xa
đã một đời và cả một đời chân Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.
sâu sắc nhất đến những anh em cổ đông đã hỗ trợ
và giúp cho cây thoát qua những cái khó khăn trong thời gian qua. Và đến vào giờ phút này, anh còn đứng trên bục giảng sân khấu của ngày Tết Ni hôm nay và phát biểu những cái lời cảm nhận như thế này, anh rất là trân quý và vô cùng biết ơn, xin trân trọng. Lần thứ hai anh đứng trên bục giảng sân khấu của Tết Nguyên hôm nay, anh cảm nhận được cái không khí hôm nay và những cái không khí năm trước, lại không khí hôm nay nó tràn đầy tình yêu thương hơn và tràn đầy ấp ấp những cái tình quả, kết quả thiết thực hơn những năm trước ở trên đơn vị. Và cũng là cảm nhận rằng những anh em, những bà con, những tất cả những khách hàng, những cổ đông đang ngồi hôm nay, những cái gương mặt thân quan và đưa cái năm cũ đi qua và chốn đầu năm mới đi tới, thật là phải nói là rất là vui tươi, rất là hạnh phúc. Dạ, xin có lời cảm nhận như vậy. Riêng bản thân Tân, từ ngày biết được em Trần Hoàng Hải và biết được các anh em cổ đông, thì Tân xin là nói lên những lời tâm huyết như thế này. Thứ nhất, trong những 2 năm qua, về cái công việc của Tân đang thực hiện các dự án ở Bình Chánh cũng như ở quận 6 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nói chung là cũng hợp tác đầu tư với anh em đối tác, cũng có là những cái thuận lợi, cũng có cái khó khăn. Nhưng mà sau qua dịch bệnh đã bùng phát thì khó khăn nó chồng chất khó khăn, pháp lý không ra, cho nên là những cái điều tài chính nó bị tắc nghẽn. Em cứ tìm đến anh Trần Hoàng Hải và được anh Trần Hoàng Hải tư vấn và đưa ra những giải pháp tài chính mà giúp Tân đến còn đứng cái trang bục giảng ngày hôm nay. Ngày hôm nay Tân rất nhớ ơn em Trần Hoàng Hải và các anh em cổ đông ở đây, và cũng xin hứa là cam kết rằng những gì anh Trần Hoàng Hải giúp mình và những gì anh em cổ đông ưu ái cho mình, thì sắp tới mình cam kết sẽ làm đầy đủ trách nhiệm của mình và mong rằng những cái công việc của mình sẽ tháo gỡ được thành công, và sau này sẽ cùng có nguyện vọng rằng sẽ tham gia cùng anh em cổ đông để cùng công ty Lương Sơn phát triển cho chuyến đường đi tới. Và xin cảm ơn. Một cổ đông rất chân tình, một cổ đông rất là vì mọi người đã cùng anh Trần Hoàng Hải đã làm nên sự nghiệp của ngày hôm nay. Xin mời chị Nguyễn Ánh. Chúng tôi quý vị là tôi thật sự rất là cảm động. Một cái ngày để nói câu là từ ngày mà biết Trần Hoàng Hải tới bây giờ thì tôi cảm thấy là gia đình tôi nó thay đổi rất là nhiều. Ngày lúc em thấy nói đúng miền Tây mình gọi là cảm thấy dễ thở, đúng không? Đúng không? Hồi trước lúc nào cũng thấy dễ thở, bây giờ thấy dễ thở. Tóm lại là chúng tôi rất là cảm ơn anh Hải. Và nói là tôi gọi là anh Hải nhưng thật sự giống như là người em. Một vui hơn với tôi, tôi với Hải còn đồng hơn tôi bọn đi. Hải giúp đỡ gia đình tôi rất là nhiều. Tôi thì nói gì với cái gì cũng hiểu rồi. Và tôi là gia nhập vô cái công ty của Trần Hoàng Hải, giờ tôi thấy là thật sự là phải nói là mình đã được đủ đời. Để rồi một lần nữa thì xin cảm ơn Trần Hoàng Hải, chủ tịch của tập đoàn Như Sông đã giúp đỡ cho gia đình tôi và tất cả anh chị cổ đông ở đây cuộc sống mình ngày càng tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn, thân thân và dễ thở. Trong đó cái công lớn nhất là hai vị sinh thành này. Có hai vị này thì nó có người con Trần Hoàng Hải. Người con
đây với chúng tôi rất là sống, rất là tình cảm. Chúc yêu thương mọi người, giúp đỡ mọi người và biết chia sẻ những nỗi buồn, chia sẻ. Tiệc rất là thân thương tại Quận Hai, cho nên là thật sự là vui mừng và vinh dự và được đón tiếp tất cả các cô bác anh chị, nên là xin phép được mời tất cả các cô bác thì chúng ta cùng nâng ly. Dạ, dạ con xin mời hai bác à, có giới thiệu rồi à. Dạ, dạ xin chúc hai bác luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, sống vui, sống khỏe, sống lâu bên con cháu, đặc biệt là sống vui sống khỏe bên Hoàng Cải, một cái người em, một người bạn rất là thân thương của con ạ. Dạ. Hoa mẹ ơi chỉ vừa qua chỉ còn còn bên trời mi đau xóa xóa chân mi đi chiếc thủ gì trái bay qua thần chi
dài qua. Kỷ niệm mấy yêu ngay tình em đó, rồi năm tháng xa nhau như con sóng nhỏ đang I'm not afraid.
Em ơi giờ đây em cần một